Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Việt Nam lại duy trì bộ máy lãnh đạo với tướng lĩnh chiếm đa số dù đang trong thời bình? Sau khi ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước, nền chính trị Việt Nam ngay lập tức quay lại mô hình tứ trụ truyền thống, đồng thời cơ chế tam trụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm muốn duy trì để nắm giữ hai cương vị cùng lúc cũng chấm dứt. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm. Bốn vị trí quyền lực nhất hiện nay bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ngoài ông Mẫn là giới chức lãnh đạo xuất thân từ cán bộ đoàn thanh niên, ba nhân vật còn lại đều có xuất thân từ lực lượng vũ trang. Cụ thể, ông Tô Lâm từng là đại tướng, cựu bộ trưởng Bộ Công an. Ông Phạm Minh Chính là nguyên trung tướng tình báo thuộc Tổng cục 5 Bộ Công an và đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội. Đây đã trở thành một xu thế chung trong cơ cấu bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay. Tương tự, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng đang có tới 9 trên 15 ủy viên Bộ Chính trị, chiếm tỷ lệ 60% có xuất thân từ các tướng lĩnh công an hay quân đội. Những nhân vật này đều nắm quyền lực rất lớn và áp đảo 6 ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ giới chức dân sự. Tại thời điểm hiện nay, với cơ cấu Bộ Chính trị có 15 ủy viên, trong đó những người có gốc gác từ công an gồm 6 người. Trong khi đó, Ban quân đội chỉ có 3 ủy viên. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều vừa kể cho thấy những lãnh đạo xuất thân từ công an đang nắm các vị trí quan trọng và số lượng áp đảo hơn so với những nhân vật lãnh đạo xuất thân từ quân đội. Theo giới quan sát, chưa bao giờ bộ chính trị của Đảng bị vũ trang hóa như hiện nay. Trên thực tế, giữa quân đội và công an luôn luôn tồn tại sự cạnh tranh về mặt quyền lực, vì lý do giữa quân đội và công an có những nhiệm vụ chức năng chồng chéo và đặc biệt có sự cạnh tranh quyết liệt về sức ảnh hưởng của mỗi bên trong đảng. Trong 15 năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng chủ trương dựa hẳn vào Bộ Công an để phục vụ cho công cuộc đốt lò với mục đích chống tham nhũng. Đó là lý do trong bộ máy của đảng chính trị đã lần lượt xuất hiện rất nhiều các lãnh đạo trong ngành công an, từ đó dẫn đến tình trạng mất cân bằng với số lượng nhân sự quân đội. Cụ thể, trong khóa 13, phe công an giữ đến 6 ghế ủy viên, còn quân đội chỉ có 3 ủy viên. Trong lúc số lượng ủy viên trung ương của phe quân đội là 23, chiếm tỷ lệ cao so với phe công an chỉ có 6 ủy viên. Đây là một trong những lý do đã dẫn đến sự mâu thuẫn lớn trong việc tranh chấp quyền lực giữa hai phe trong thời gian gần đây. Do đó, nội bộ Đảng Cộng sản đã và đang nỗ lực cân bằng quyền lực giữa hai phe công an và quân đội để chấm dứt xung đột kéo dài. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường Hiện nay, sự tranh chấp quyền lực giữa phe của ông Tô Lâm với phần còn lại trong đảng mà phe quân đội làm trung tâm đang nỗ lực chống lại ông Tô Lâm, ngày lại càng trở nên trầm trọng. Mới nhất, việc bố trí cho Đại tướng Lương Cường thường trực ban bí thư thay thế cho ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước cũng không ngoài ý đồ đó. Tổng bí thư Tô Lâm cũng ý thức được điều này nên đã rút lui khỏi chiếc ghế nóng này. Việc thiếu vắng các khuôn mặt chính khách dân sự có khả năng kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của đất nước về lâu dài. Công luận đặt ra câu hỏi tại sao Việt Nam là một quốc gia đang trong thời bình lại sử dụng một bộ máy lãnh đạo toàn các tướng lĩnh như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Việt Nam lại duy trì bộ máy lãnh đạo với tướng lĩnh chiếm đa số dù đang trong thời bình? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao chủ trương loại bỏ tư duy, quản không được thì cấm, cũng chỉ là nói cho vui. Ngày 21 tháng 10, trước khi các đại biểu quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu tân chủ tịch nước, Tổng bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đã thẳng thắn nhìn nhận, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Đồng thời ông Tô Lâm đã nhấn mạnh, dứt khoát bỏ tư duy, quản không được thì cấm, và đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Theo giới quan sát, vấn đề dứt khoát bỏ tư duy, quản không được thì cấm, mà ông Tô Lâm nêu ra nghe rất hay và hợp lòng dân. Nhưng đây không phải là điều gì mới mà đã từng được nêu ra trước đây hơn 10 năm. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới nhiều lần và sau đó các lãnh đạo Việt Nam cũng lặp đi lặp lại. Cụ thể tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ra điều kiện cho hai doanh nghiệp kinh doanh vận tải Uber và Grab nếu không đáp ứng được yêu cầu thì phải rời khỏi Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đưa ra nhằm để gây sức ép, buộc Gap và Uber phải chấp nhận một số điều kiện của Bộ Giao thông Vận tải. Theo bà Lan, Bộ trưởng Thể nói theo kiểu ép buộc, nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Trong lúc Việt Nam đang háo hức, muốn tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0, tại sao lại ngăn cản như vậy? Nhưng quan trọng là, vấn đề quản không được thì cấm, được nêu ra xong thì bỏ đấy. Ngay bản thân cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hồi đó cũng chỉ nói mà sau đó không làm gì cả. Bằng chứng là vấn đề cá độ bóng đá đã trở nên phổ biến ở Việt Nam từ nhiều năm qua, dù theo luật pháp đây là hoạt động bị cấm. Và đây là hình minh họa công an bắt một sòng cờ bạc chui. Hồi đó dưới thời Tô Lâm làm bộ trưởng công an, một số đại biểu quốc hội đã từng đề nghị chính phủ cho hợp pháp hóa chuyện cá cược để quản lý chặt chẽ hơn và thu được thuế cụ thể là ngày 10 tháng 8 năm 2022, tại phiên chất vấn của Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Phan Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đã đặt vấn đề và đề nghị Bộ Công an cho phép thực hiện kinh doanh về cá cược để quản lý những người muốn hoạt động mà phải lén lút. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, Bộ Công an ủng hộ làm việc này để giảm bớt tình trạng bất hợp pháp. Nhưng cuối cùng, Tô Lâm không làm gì để thay đổi. Công luận thấy rằng, Nhà nước cấm triệt để, nhưng cấm được hay không là cũng là chuyện của nhà nước. Tuy nhiên, nếu nhìn sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hay kể cả ở Việt Nam, nhà nước cho phép mở các sòng bài cho người nước ngoài nhưng vẫn cấm người Việt Nam vào chơi. Hậu quả là người Việt Nam phải tìm cách sang các nước Campuchia, Lào, Thái Lan để đánh bạc. Hồi đó, bộ công an của Tô Lâm đã đưa ra lời lẽ biện hộ rằng ngành công an không đủ lực lượng để quản lý nhưng công luận cũng nhận thấy rằng nếu Bộ Công an nỗ lực thì người Việt không phải qua các nước láng giềng đánh bài và nhà nước sẽ thu được lượng tiền thuế không hề nhỏ. Và đây là hình minh họa một phiên họp quốc hội. Tuy nhiên, sự thật của đằng sau sự thờ ơ có chủ ý của ngành công an, đó là vấn đề lợi ích nhóm. Nếu cho hợp thức quá cá độ, số đề, thì lực lượng công an sẽ mất quyền làm luật với rất nhiều các tổ chức cờ bạc đang tồn tại chui năm 2018, hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị khởi tố bắt giam do nhận hối lộ hàng chục tỷ từ trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương để bảo kê đường dây đánh bạc online là một minh chứng. Tóm lại, nếu loại bỏ tư duy quản không được thì cấm, thì làm sao các cán bộ lãnh đạo có thể kiếm chắc được? Bởi vậy, Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay cũng chỉ nói cho vui mà thôi, và điều đó cho thấy ông là người có khiếu hài hước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao chủ trương loại bỏ tư duy, quản không được thì cấm cũng chỉ là nói cho vui. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.